kênh Duy Tân Phú xin chào anh chị các bạn. Đây là món vịt khìa nước dừa hay còn gọi là vịt rô ti các bạn. Đây là món ăn của người miền Tây. Nó có hương vị hơi ngọt ngọt và mặn mặn và có hương thơm của ngũ vị hương rất là hấp dẫn luôn. Món này mình có thể ăn kèm với bánh mì hoặc là xôi hay là có thể ăn với cơm đều được nha. Và mình có chia sẻ cách làm ở phần sau video á. Và cái nguyên liệu mình có ghi rõ ở phần mô tả video á, nếu bạn nào cần thì xin mời cùng tham khảo nha. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn đây là hai cái đùi vịt, hai cái đùi này đùi gốc tư á các bạn. Nó tầm khoảng 700 g á. Cái vịt này đã được làm sạch, nhưng mà nếu là vịt các bạn phải qua cái phần khử mùi, nếu không nó sẽ bị rất là bị hôi lông luôn á. Để khử cái mùi hôi của vịt á thì mình cho vào đây là một muỗng canh muối nè. Một nhánh gừng đã đập dập. Và khoảng 2-3 muỗng canh rượu trắng á. Và mình sẽ chà bóp thật kỹ nha. Mình chà bóp thật kỹ xong á, mình để đó cho nó khoảng chừng 4-5 phút. Xong là mình mới xả lại rửa sạch bằng nước lạnh và để ráo. Ở món vịt khìa này thường là người ta sẽ chặt miếng rất to. Một con vịt thường thường ta sẽ chặt làm tư. Có người ta sẽ để nguyên luôn cả con vịt nữa các bạn. Do mà là thời gian khìa rất là lâu, nếu các bạn mà chặt nhỏ thì nó dễ thịt, phần thịt rất là dễ bị khô. Phần vịt sau khi đã rửa sạch lại và để ráo á, để cho phần da được săn và ngon hơn á, thì mình sẽ áp chảo phần da này trước khi ướp luôn. Nếu mà các bạn dùng thấy thịt mà vịt mà có mỡ nhiều dưới lớp da á, thì mình gạch vài đường ở trên lớp da rồi mình áp chảo để cho ra bớt mỡ. Còn vịt này là vịt cỏ, nó không có mỡ nhiều nên mình để nguyên luôn. Mình chỉ áp chảo phần da thôi nha các bạn, cái mặt bên da, còn mặt kia mình không cần nha. Không cần cho dầu gì luôn, mình chỉ áp chảo cho nó ra bớt mỡ và nó săn da là vậy thôi. Sau khoảng 1-2 phút các bạn thấy cái phần da nó hơi xém xém vậy nè, là mình vớt ra được rồi. Do cái phần vịt này nó to nên mình ướp nó cũng rất là khó thấm. Nên trước khi ướp á, các bạn dùng tăm tre hoặc là cái gì vật dụng gì nhọn á, mình sẽ xăm đều trên những cái phần thịt mà hơi dày á. Mình xăm để hồi mình ướp nó dễ thấm hơn. Và mình sẽ ướp vô đây một muỗng canh hành tỏi băm, nửa muỗng cà phê tiêu xay, một muỗng canh đường, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh nước mắm. Để tạo màu cho nó đẹp thì mình cho ở đây 2 muỗng canh màu dầu điều. Và cuối cùng các bạn cho vào đây thêm 1 muỗng canh đầy tương ớt xí muội. Các bạn nhớ là tương ớt xí muội nha, đừng có nhầm với tương ớt chua ngọt nhé. Cái mùi tương ớt xí muội rất là thơm luôn, còn tương ớt chua ngọt các bạn cho vào nó sẽ bị chua đó. Và nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Ngũ vị hương các bạn nên cho ít thôi, nhiều rất là nồng. Mình trộn đều cái phần này, xoa đều cho vịt nó thấm gia vị. Và mình để đây ít nhất là từ 30 phút cho tới 1 tiếng nha các bạn. Tại phần thịt này hơi to, các bạn phải ướp lâu thì nó mới thấm được. Thịt sau khi đã ướp được hơn 1 tiếng thì mình sẽ đem đi khìa luôn.
Phi thơm 1 muỗng canh hành tỏi băm và 2 muỗng canh dầu ăn. Khi mà hành tỏi nó vừa vàng thơm á, mình cho cái phần dịch vào luôn. Các bạn cho luôn cái nước ướp vào luôn nha. Rồi mình nấu lửa lớn khoảng 1-2 phút cho cái phần nước ướp này nó sắc lại, mình mới cho nước dừa vào. Cái thau ướp vịt này mình cho nước dừa vào đây nè. Để mình tráng hết gia vị luôn. Mình sử dụng một trái dừa các bạn. Khi cái phần nước ướp mình thấy nó sắc lại nè, mình cho phần nước dừa vào luôn. Các bạn canh nước dừa nó vừa hơi sắp sắp cái phần thịt là được rồi này. Đầu tiên thì mình sẽ nấu lửa lớn luôn nha. Mình nấu lửa lớn cho đến khi nó sôi rồi mình sẽ giảm lửa nhỏ. Khi sôi và giảm lửa nhỏ rồi các bạn nên đậy nắp. Làm món này lên đậy nắp thì cái phần thịt nó sẽ được bóng đẹp hơn. Đậy nắp lại và các bạn sẽ giảm lửa riu riu nhé. Và thỉnh thoảng á, mình cũng dở ra là mình trở cái phần thịt á, trở cái phần thịt để cho nó thấm được đều hơn. Khi cái phần nước khìa đã cạn bớt rồi nè, đã sắc xuống rồi nè, thì mình không cần đậy nắp nữa. Và mình dùng vá hay cái vật dụng gì đó mình múc cái nước đó, mình chan lên thường xuyên nha các bạn. Khi mà các bạn thấy cái nước khìa nó đã sắc xuống gần được rồi đó, thì trong lúc này nè, mình có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Với mình thấy như vậy nó đã hơi mặn mặn ngọt ngọt là vừa phải rồi đó. Thì các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình. Và nếu mà các bạn ăn với xôi á, thì mình sẽ nấu cho cái nước này nó rút cạn luôn. Còn mình ăn với bánh mì á, thì mình nên chừa lại một ít nước sạch sạch á, để mình chấm bánh mì sẽ ngon hơn. Hôm nay mình làm món này mình sẽ ăn với bánh mì nên mình sẽ chừa lại cái phần nước hơi sệt sệt, mình không có nấu cho rút xác luôn. Các bạn nào thích mà nó cạn nước rút xác luôn á, thì mình nấu thêm vài phút nữa thì nó sẽ cạn luôn. Do lúc ướp á, mình có ướp cái tương ớt sấy mũi các bạn nên mình có chừa nước lại thì cái nước nó cũng rất là sệt luôn, nhờ cái trong cái tương ớt nó cũng có bột, có phần bột năng ở trong đó đó. Vậy là phần vịt khìa mình đã được rồi các bạn. Giờ mình tắt bếp nha. Khi các bạn dùng hoặc là dọn ra đãi khách, mình có thể lấy phần vịt ra mình chặt nhỏ để cho dễ ăn hơn. Món này ăn kèm với bánh mì hoặc xôi rất là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn cũng có thể kèm thêm dưa leo cho đỡ ngán. Chúc các bạn sẽ ngon miệng với món ăn này nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.